Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối ngày thứ năm, ngày 11 tháng 2, tức 30 Tết. Chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây.